Cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Ephraim Halevi, người lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài của Israel, trong giai đoạn 1998-2002 cho biết, người đứng đầu Hamas Gaza, Yahia sinwa đang giữ quân bài và đó là lý do tại sao ông này từ chối các thỏa thuận ngừng bắn. Ông ta nắm giữ các quân bài, các con tin nhưng điều đó chưa đủ. Tôi nghĩ ông ta cũng nắm giữ sự sống còn của lực lượng Hamas ở một mức độ nào đó. Còn chúng tôi đang phải gánh chịu những mất mát, tất cả đều rất đau đớn, ông Halevi tuyên bố. Halevi cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thất bại trong việc khiến Hamas phải quy gối bằng chiến thắng như vũ bão. Khi mọi chuyện bắt đầu, ông Netanyahu nói rằng chúng tôi sẽ truy đuổi Hamas đến tận cùng của thế giới. Bây giờ, ông ấy không lặp lại tuyên bố này nữa. Ông Hallevi nhấn mạnh đồng thời cảnh báo Israel không nên tái chiếm Gaza. Phải hạn chế tình trạng chiếm đóng. Chúng tôi có đủ trong tay ở bờ Tây. Tôi nghĩ công thức cho bờ Tây mà ông Netanyahu có không nên là công thức cho bất cứ nơi nào. Ông Hallevi tuyên bố và nói rằng ông ủng hộ công thức tự trị ở Gaza. Trong diễn biến có liên quan, ngày 11 tháng 1, Bộ Tài chính Israel cho biết trong năm ngoái, nước này đã chi tới 24,7 tỷ shekel, tương đương khoảng 6,59 tỷ đô la Mỹ cho cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Cụ thể, số tiền này phát sinh kể từ khi xung đột nổ ra từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, tính đến hết năm ngoái, trong đó 17 tỷ shekel chi cho quốc phòng và số còn lại chi cho các mục đích dân sự liên quan đến xung đột. Riêng trong tháng 12 năm 2023, chi phí xung đột chiếm 17,2 tỷ shekel trong tổng chi tiêu hàng tháng 71 tỷ shekel của chính phủ thâm hụt ngân sách trong tháng 12 năm ngoái này ở mức 33,8 tỷ shekel, tăng 82,7% so với cùng kỳ năm trước đó. Thâm hụt ngân sách của chính phủ Israel trong năm ngoái là 77,5 tỷ shekel, tương đương 4,2% tổng sản phẩm quốc nội GDP, so với mức thặng dư 9,9 tỷ shekel vào năm 2022. Bộ tài chính Israel cho rằng bên cạnh tăng chi tiêu, tình trạng xung đột là một trong những nguyên nhân chính khiến thu nhập đi xuống khi nguồn thu từ thuế giảm do các hoạt động tại Israel bị giảm sút. Năm ngoái, thu nhập của chính phủ Israel đã giảm 6,4% so với năm 2022, trong khi chi tiêu tăng 12,5% trong cùng thời gian. Hamas phát động chiến dịch cơn lũ Al-Aqsa, thực hiện cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm qua nhằm vào Israel từ cuối năm 2023. Đáp trả, quân đội Israel phát động chiến dịch Gươm sắt với các cuộc không kích vào hàng loạt mục tiêu trên dải Gaza hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings ngày 24 tháng 10 năm 2023 cho biết, họ đã hạ triển vọng của Israel từ ổn định xuống tiêu cực với lý do xung đột Israel Hamas có thể lan rộng và tác động rõ rệt hơn đến nền kinh tế Israel. Tuy nhiên khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Smotrich mô tả việc S&P Global Ratings điều chỉnh như trên là đang gieo hoang mang sợ hãi. Houthi là lực lượng đầu tiên sử dụng thực chiến tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đỏ và cũng sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình chống hạm. Theo trang Worldzone, lực lượng Houthi ở Yemen đang sử dụng kho tên lửa hành trình chống hạm ngày càng đa dạng và bố trí các máy bay không người lái kamikaze dẫn đầu trong hàng chục cuộc tấn công trong và xung quanh Biển Đỏ những tháng gần đây. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, chi tiết về kho vũ khí tên lửa chống hạm của Houthi vẫn còn mù mờ. Và gần đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS đã đưa ra thông tin hữu ích về những vũ khí này. IISS lần đầu tiên công bố nghiên cứu về kho tên lửa chống hạm của Houthi vào tuần trước, trong đó có 6 loại tên lửa đạn đạo chống hạm và 6 tên lửa hành trình chống hạm. Điều đáng chú ý trước tiên là nhóm Houthi tuyên bố rằng phần lớn kho tên lửa cũng như máy bay không người lái của họ đã được phát triển trong nước. Houthi đã sử dụng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái để chống lại các mục tiêu trên bộ và trên biển. Hầu Thi đã công khai ít nhất 6 tên lửa đạn đạo chống hạm khác nhau. Tất cả đều đã ra mắt tại các cuộc duyệt binh lớn trong những năm qua. Số này đều được trang bị thiết bị tìm kiếm quang điện hồng ngoại ở mũi. Đây sẽ là phương thức dẫn đường chính của chúng trong giai đoạn cuối của chuyến bay. ASEF còn được viết là ASIF là một biến thể chống hạm của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh 313 của Iran có tầm bắn tối đa được báo cáo là gần 450 km và có đầu dò quang điện hồng ngoại. Thanqin dường như là một phiên bản của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Ras 500 do Iran sản xuất, được thiết kế để sử dụng chống hạm. Thanqin nhỏ hơn Asef nhưng được đánh giá là có tầm bắn xa hơn khoảng 500 km. Theo IISS, ngoài Asef và Thanqin, Người hầu thi còn có 3 ASBM tên lửa đạn đạo chống hạm nhỏ hơn rất giống với triết lý thiết kế và công nghệ tìm kiếm của Iran nhưng không khớp chính xác với các hệ thống đã biết của Iran. Đó là Falek, Majun, Anba Anama. EISS cho biết tầm hoạt động của Falek chỉ dưới 140 km. Các nguồn khác cho rằng tên lửa này có thể được lấy từ tên lửa pháo dẫn đường fars 4 của Iran thông tin thêm về Majun hoặc Anba Anama, thậm chí còn ít hơn. Sau đó là Mohit, còn được viết là Mohit, là phiên bản chống hạm của loạt tên lửa đất đối không Houthi Quaher 2, được chuyển đổi từ tên lửa đất đối không SA2 cũ của, của Liên Xô. Nhìn chung, tên lửa đạn đạo tấn công mục tiêu ở tốc độ cao, điều này đặt ra những thách thức bổ sung rõ rệt cho lực lượng phòng thủ so với các mối đe dọa từ trên không như tên lửa hành trình Việc người Houthi sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm cùng với tên lửa hành trình chống hạm và máy bay không người lái trong các cuộc tấn công theo lớp phức tạp đã làm tăng thêm những thách thức này. Một số tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi có năng lực ở mức rất thấp, tức là độ cao và tốc độ tối đa thấp hơn, khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn. Mặc dù việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi là mới, nhưng nhóm này đã tấn công các tàu bằng tên lửa hành trình trong nhiều năm qua. Theo EESS, các tên lửa hành trình chống hạm có khả năng cao hơn mà người Houthi mua được, bao gồm al 2, dường như là bản sao của Gadi của Iran. Bản thân Gadi là phiên bản mở rộng của tên lửa C-802 dẫn đường bằng radar của Trung Quốc và có tầm bắn dự kiến là 300 km. Cũng có khả năng người Houthi đã nhận được các biến thể C-802 trước đó từ Iran, bao gồm No và GADER có tầm bắn 200 km. Kho tên lửa hành trình chống hạm của Houthi hiện bao gồm nhiều loại do Iran phát triển trong nước. Chúng bao gồm Sayyad và Kursk Z-0, cả hai đều là biến thể hoặc phiên bản phái sinh của loạt tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kursk với khả năng chống hạm và dường như đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm ngoái. Lực lượng Houthi của Yemen rõ ràng đã tích lũy được một kho tên lửa chống hạm rất đa dạng và thực tế, đồng thời cũng cho thấy sự sẵn sàng và năng lực sử dụng chúng việc nhóm sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm trong hoạt động trong những tháng gần đây là đặc biệt đáng chú ý. Tuy nhiên, trong ít nhất 26 sự cố riêng biệt trong và xung quanh Biển Đỏ kể từ tháng 10 năm ngoái, các cuộc tấn công của Houthi đã không đánh chìm một con tàu nào hoặc dẫn đến hậu quả nào. Tất cả những điều này có thể đặt ra câu hỏi về quy mô và phạm vi thực sự của khả năng chống hạm của Houthi, cũng như nhóm này có thể duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại trong bao lâu. Kho dự trữ bất kỳ loại tên lửa chống hạm nào khác nhau của Houthi nhiều đến mức nào sẽ là một yếu tố quyết định nhóm này có thể duy trì các cuộc tấn công trong bao lâu. Trong khi đó thì phía quân đội Mỹ cũng cho biết họ đã sử dụng hơn 150 loại đạn dược tấn công 60 mục tiêu của Houthi để đáp trả các cuộc tấn công vào tàu chở hàng trên biển đỏ trước đó. Các máy bay chiến đấu, tàu, tàu ngầm của Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công trên khắp Yemen nhằm vào các vị trí lực lượng Houthi nhân chứng xác nhận vụ nổ tại các căn cứ quân sự gần sân bay ở thủ đô Sana và thành phố Taiz là một căn cứ hải quân tại cảng Hodeida ở Biển Đỏ và các địa điểm quân sự ở tỉnh ven biển Haya. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby xác nhận, các cuộc tấn công vào ngày 12 tháng 1 nhắm vào khả năng lưu trữ, bắn phóng và dẫn đường tên lửa hoặc máy bay không người lái của lực lượng Houthi. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết cuộc tấn công của Mỹ Anh đã làm giảm khả năng tiến hành các cuộc tấn công của Houthi, đặc biệt là các hoạt động phức tạp như những gì mà họ đã thực hiện hồi đầu tuần. Ukraine đã tăng cường xây dựng các công sự trong những tháng gần đây khi nước này chuyển các hoạt động quân sự chống lại Nga sang thế phòng thủ nhiều hơn. Các tuyến phòng thủ mới của quân đội Ukraine gần thành phố Kupian phía đông bắc Ukraine. Những hàng rào chắn bê tông trắng, những cuộn dây thép gai trải dài trên một cánh đồng rộng hơn 1 km. Những con hào đang được binh sĩ và các kỹ sư Ukraine gấp rút đào sâu dưới bóng tối giữa tiếng pháo ẩm ẩm cách đó không xa. Một kỹ sư quân đội Ukraine có biệt hiệu Lynx nói với Reuters gần Kupian, ngay khi quân đội di chuyển băng qua các cánh đồng, bạn không cần công sự, nhưng khi quân đội dừng lại, bạn cần phải đào ngay xuống lòng đất. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng chia sẻ, Ukraine đang tăng cường đáng kể các công sự sau khi đợt phản công được phát động vào tháng 6 đã không thể nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến của Nga. Kiev cho biết sẽ không thay đổi quyết tâm giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nhưng hiện tại nước này đang tập trung vào những cải cách quân dịch để bổ sung nhân lực và giải quyết tình trạng thiếu pháo binh ở mặt trận. Được biết, Ukraine đã thiết lập các tuyến phòng thủ ở một số khu vực ở phía đông Donbass kể từ năm 2014. Công sự cũng được đào rất nhiều ở những mặt trận như Adipka trong thời gian gần đây. Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, cho biết các công sự càng kiên cố sẽ càng làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Ông Watling nói, Ukraine hiện đang chuyển sang thế phòng thủ vì cuộc tấn công của họ đã lên đến đỉnh điểm, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã giành lại thế chủ động trên chiến trường và có thể chọn địa điểm tấn công. Ông cũng cho biết thêm, với việc kho đạn pháo của Ukraine ngày càng giảm, tỷ lệ thương vong của Nga cũng giảm, khiến moscow dễ dàng thành lập các đơn vị mới hơn điều này có thể cho phép moscow mở ra các tuyến tấn công mới vị chuyên gia nói về phía ukraine họ đang cố gắng giảm thiểu thương vong cho mình cũng như tái tạo sức mạnh tấn công về phía nga trước đó cũng từng xây dựng các công sự kiên cố ở dọc theo chiến tuyến để làm chậm bước tiến của quân đội ukraine Thời điểm đó, những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Nga đã thiết lập hàng nghìn vị trí phòng thủ mới, đôi khi đào sâu vào các khu vực chiến lược quan trọng để sẵn sàng ứng phó với cuộc phản công sắp diễn ra của quân đội Ukraine. Ông Brady Afrik, nhà nghiên cứu tình báo mã nguồn mở, đồng thời là thành viên của Viện American Enterprise cho biết các chiến hào mới, hàng rào chống tăng và các công sự đang mọc lên như nấm, trải dài từ thành phố Voronok của Nga, chạy qua phía đông Ukraine và phía tây nam đến bán đảo Crimea. Theo các chuyên gia, loại công trình phòng thủ phổ biến nhất và dễ xây dựng nhất là chiến hào. Chiến hào cung cấp khả năng bảo vệ binh sĩ trước loạt đạn của đối phương hoặc có thể giúp bộ binh sống sót trong các trận địa pháo, vốn là đặc điểm nổi bật của cuộc xung đột Ukraine. Trên chiến hào, những lớp đất phủ phía trên dày khoảng 30cm có thể ngăn cản các mảnh vỡ của đạn cối 80mm rơi xuống phía dưới. Hầu hết các chiến hào được xây dựng theo hình dích rắc giúp hạn chế tầm nhìn của đối phương và cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung trước những mảnh đạn pháo. Ông Mick Ryan, cựu tướng của quân đội Australia cho rằng, việc xây dựng thật nhiều chiến hào không có nghĩa là bên phòng thủ sẽ có lợi thế, bởi vì các vị trí phòng thủ được bao bọc kém thậm chí sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào vị trí của chúng bên phòng thủ có thể đào hố sâu hoặc xây dựng các rào chắn bằng dây thép gai hoặc đặt các chướng ngại vật bằng bê tông cứng gần chiến hào để hạn chế khả năng cơ động của đối phương và dồn họ vào các khu vực dễ tấn công hơn đối với xe tải hoặc các phương tiện có bánh khác chủ yếu di chuyển bám sát địa hình việc ngăn chặn sẽ dễ dàng hơn dây thép gai thân cây hoặc những hố sâu có thể khiến chúng di chuyển chậm lại hoặc đứng im bất động theo ông afric các hào chống tăng và tuyến phòng thủ răng rồng được dựng nên từ những khối bê tông hình kim tự tháp đặt thành hàng so le rất phổ biến tại ukraine bên cạnh đó những quả cầu gai bằng thép có thể phá hỏng bánh xích của xe tăng